Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử đối với ông Phan Thế Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 và công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, phân công điều động ông Thạch Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Dũng nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái dự và chào các quy định. Chào quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chúc mừng ông Phan Thế Tuấn và ông Thạch Văn Trung được tín nhiệm giao nhiệm vụ công tác mới. Ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông Phan Thế Tuấn và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng đối với sự phát triển của địa phương cũng như của tỉnh trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn sau khi giữ trọng trách mới ở vị trí công tác mới, ông Phan Thế Tuấn sẽ phát huy những sở trường kinh nghiệm đã đúc rút trong thời gian làm Bí thư Huyện ủy để cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh có sự chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Bắc Giang. Với ông Thạch Văn Trung, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng tín nhiệm chỉ định giao giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy năng lực, vận dụng các kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết sáng tạo, nhất là nhanh chóng tiếp cận ngay với công việc để cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra, đưa huyện Yên Dũng phát triển nhanh, bền vững. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Yên Dũng Thạch Văn Trung bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như sự đồng thuận thống nhất ủng hộ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Do vậy hứa sẽ nỗ lực hết mình, sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Dũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa huyện ngày càng phát triển về mọi mặt.